Chào chị Phụng Nguyễn nè. Chào chị Diễm Nguyên nha. Chị nào lên rồi chấm vào chấm và xe live stream giúp em nha mấy người. Cả nhà ơi, cả nhà chị nào lên rồi chấm vào chấm và xe live stream nha. Chào mấy chị nha. Lên sắm đồ cho Tết thôi nào. Chào chị Lâm Thanh Nguyễn Thị nè. Mấy chế ơi, chế nào lên rồi nhớ chia sẻ live stream giúp em nha. Chị nào lên rồi nhớ chia sẻ live stream nha. Chào Vivi ha. Chào Vivi nè. Chị nào lên rồi chấm cho mấy chị, chấm nha, chấm vào xe live stream nha. Xe live stream hả? Chào Thanh Hòa nè. Chào chị Thắm Nguyễn nè. Chào Mỹ Lan nè. Hà ơi, Hà có gom đơn không? Gom đơn chứ gửi đồ cho nè. Vì thế vô cho múc miếng hả? Hello Việt Tây. Chế ơi, chế nào lên rồi nhớ xe live stream nha. Chế nào lên rồi nhớ xe live stream tặng quà đầu like nhưng chế. Chào chị Thị Thanh Quất nè. Chào chị Thị Thanh Quất ha. Chào Nguyễn Anh. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi nhớ chấm chấm và xe live stream nha. Chấm và xe ha mấy chị, chấm và xe. Chấm xe tặng quà đầu like nha. Nhớ là xe ít nhất 2 lần cho cá nhân giúp em nha. Xe ít nhất 2 lần cho cá nhân. Và xe live stream hội nhóm để nha mấy chị nha. Xe cho cá nhân và xe live stream hội nhóm ha. Chào Bích Phương. Rồi lên tặng quà nhóm chị ơi, tặng quà nhóm chị xe like mạnh tay lên 150 view đầu tiên mấy chị nhé. Lên 150 view đầu tiên em bắt đầu tặng quà mấy chị nha. Mỗi người xe giúp em 2 lần cho cá nhân và xe 3 lần hội nhóm. Lên 150 view bắt đầu tặng quà nha. Có vui Hòa ơi. Không thấy chéo hình hả? Trời ơi chứ chụp quá trời luôn mà chứ làm miếng ốp quá. Chụp quá trời luôn á. Mà làm miếng ốp ha. Rồi hello. Hello chị Võ Thiên Trang nè. Chào chị Nguyệt Bích nha. Chào chị Phi Yến nè. Hello Phi Yến luôn. Mấy chị ơi vô rồi thì xe live stream liền nha mấy chị ơi. Lên 150 view tặng quà liên tiếp luôn. Lên 150 view tặng quà liên tiếp luôn nha mấy chị. À tặng một đôi giày, một đôi dép dễ thương đi. Một đôi dép dễ thương đi ha. Đầu like tặng một đôi dép dễ thương nha. Dành cho chị nào xe live stream nha. Nhớ là chị dành cho chị nào xe live stream luôn nha mấy chị. Nên mấy chị xe like nhiệt tình nha. Đây tặng cái đôi giày dễ thương này đi. Trời ơi, món quà hơi bị bự luôn, hơi bị đẹp, hơi bị đẹp. Full box, một đôi dép full box. Một đôi dép cao gót full box nha. Này có đầm công chúa không em Mimi? Mimi ơi, em có đầm kiểu ha. Tí là đang like đầm kiểu xích kiểu nha. Em vô trang chị mà không thấy like luôn gì hả? Này có đầm công chúa. Nguyễn Hiếu Xuân, chào Nguyễn Hiếu Xuân. Buổi nay có bán kem không chị ơi? Có Thiên Duyên ơi, Thiên Duyên mua kem gì? Có kem kem trắng da, kem chị mụn, kem chị nám có hết nha, lúc nào bán hết á. Và đang còn phân phối kem đây, tặng một đôi này nha mấy chị, tặng một đôi này nha. Đó, rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, có size hết nha. Cái này có size, full box, full hộp luôn, cực kỳ đẹp. Em buộc dùng một đôi mang cực kỳ dễ thương luôn. Rồi tặng đôi này nha, tuổi nào mang cũng được, rất là dễ thương nha. Rồi, chị nào ưng, chuẩn bị chia sẻ bàn tay giúp em nha. Xem bàn tay giúp em tặng quà đầu like là một đôi dép xinh đẹp như thế này ha. Một đôi dép cực kỳ đẹp như thế này luôn mấy chị. Đó. Thì dành cho chế nào xe live stream mạnh tay ha. Chế nào may mắn, chế nào may mắn nha, sẽ được sở hữu em rất là xinh đẹp này nha. Một món quà rất là xinh luôn. Một món quà rất là xinh luôn nha. Chào Kim Ngân nè. Úc Nguyễn nhào vô. Chào xin Luân Lê nè. Chào chị Mỹ Yến ha. Bị mấy hôm nay rồi này. Ủa vậy hả? Đôi em đi chưa chị, vừa thì cầm da đi rồi. Đôi đẹp xinh đẹp. Đôi đẹp xinh, à đôi dép xinh đẹp. Rồi mấy chị ơi, lên rồi em chuẩn bị đọc mã tặng quà nha. Mấy chị xe like nha, mấy chị ơi, chị nào có xe like thì mình mới được nhận quà nha mấy chị nha. Có xe like thì mình mới nhận quà được nha. Mấy chị nào xe rồi thì chụp màn hình gửi inbox liền cho em nha mấy chị ơi. Chụp màn hình gửi inbox liền cho em nha. Hello Thảo Nguyên nè. Chào Nguyễn Oanh nha. Chị nào chưa vô, chị nào chưa vô vô đi vô rồi xe live stream nhanh đi mấy chị ơi. Em chuẩn bị tặng dép rồi, chuẩn bị tặng dép rồi ha. Chuẩn bị tặng dép đôi dép xinh đẹp rồi nè. Đó, chuẩn bị tặng dép cho nên chị nào chưa vô thì vô nhanh nhanh nha. Vô nhanh nhanh chia sẻ liền 2 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm nha. Chị gửi địa chỉ nào đó, vừa thì cầm giang.
như địa chỉ mới á Giang ơi, như chị Giang cho em lại địa chỉ đúng không? Như em gửi địa chỉ mới rồi sao á, tí em xem lại kiểm tra lại cho chắc ha. Hello luôn rồi. Rồi em bắt đầu tặng nhắm chị ở Độc Mã này, Độc Mã này. Trời ơi bị tụt view mất tiêu rồi. Tụt rồi. Bị tụt rồi còn 142 à mấy chị. Xe mảnh tay lên ha. Xe tiếp tục xe mảnh tay lên Độc Mã tặng nha mấy chị. Tặng một đôi dép xinh đẹp đầu lai như thế này nha. Chỉ dành cho chị nào xe la chim thôi. Mấy chị nhớ nha, và hôm nay có một phần quà dành cho chị nào xe la chim nhiều nhất. Và điều kiện là phải trên 50 hộ nhóm nha. Điều kiện là trên 50 hộ nhóm. Anh Giang mà không tác thì không biết chị lai luôn một tâm. Vậy hả? Ok. Hôm trước chị có đặt một set váy sao không thấy gọi chốt hàng hả em? Chị gì vậy? Chị Bảo Thiên hả? Chị Bảo Thiên để em chụp màn hình là em kiểm tra cho Bảo Thiên nha. Đó, để chụp màn hình là tí xíu like xong kiểm tra cho Bảo Thiên. Nhiều khi nó lạc đơn cơ mấy chị. Rồi. Bảo Thiên phiên Bảo hả? Không biết phải không nhớ cái gì Bảo nó gọi gì, nhưng mà sợ Bảo không nhớ cái set của nó. Ở trên đó không thấy gọi chút đơn. Tí kiểm tra sau đi. Rồi em đọc mã nhé, chị ở đọc mã tặng này. Anh đang chuẩn bị kiểm tra chia sẻ cho em nha. Bây giờ ơi, chuẩn bị comment cho em nha. Mấy chị chuẩn bị comment cho em. Comment cho em là chỉ nào comment nhanh nhất nha. Nhớ là comment nhanh nhất nè, chính xác nhất, đủ dấu nhất. Nhưng mà em tặng cho người thứ mấy là em chọn đại ha. Chọn đại con số rồi điểm ha. Chúng người nào may mắn là người đó được. Nói chung chế nào may mắn là người đó được ha. Rồi chọn lại một số, ví dụ có số 10 ha. Ví dụ có số 10 đi. Rồi bây giờ mấy chị ơi comment cho em nè. Comment cho em là tối nay vui quá, kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Nhớ là có dấu nha mấy chị nha. Nhớ là có dấu nha. Tối nay vui quá, kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Comment bao nhiêu lần cũng được. Comment bao nhiêu lần cũng được. Mấy chị comment xong cái mấy chị copy xong bát vô ha. Bao nhiêu lần cũng được hết. Miễn sao là người chúng comment thứ 10. Chúng thứ 10 dính mình là người đó được nha. Tối nay vui quá. Thì Thanh Quách comment đầu tiên nhưng mà chưa được nhận quà. Nhớ là thứ 10 cho em. Comment lại mấy lần cũng được hết. Nhưng mà là người comment thứ 10 nha. Là người đó sẽ được tặng nha. Rồi Giang chuẩn bị kiểm soát giúp em nha. Tặng một hộp giày xinh đẹp. Nói em tặng thì phải bình tĩnh. Em đang làm công tác của anh ấy cho anh ấy nghỉ lâu mà. Vậy em gặp được không? Thì em thích em đọc thì em lộn như thế. Rồi em bắt đầu đọc nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thứ 10 là ai đây? 10 là Sen Mông Lê là người comment cuối cùng, một cũng là người thứ 10 luôn. Su Su thứ 11 rồi, Sen Mông Lê được tặng nha. Chúc mừng nàng, hôm nay rất là may mắn luôn. Đó, rất là may mắn luôn, inbox cho chị biết số đo chân của gái nha gái. Đó để chị tặng cho một quà rất là xinh đẹp luôn. Gái nhớ chia sẻ live stream lại bù cho chị nha. Đặc biệt nữa là nhớ là chị sẽ ít nhất hai lần cho cá nhân nha mấy chị. Sẽ ít nhất hai lần cho cá nhân nha. Bà Su Su comment nhiều quá nghe. Facebook nó đã spam bây giờ kìa. Comment nhiều quá bị spam đó nha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Lên đồ luôn. Lên đồ luôn nha, để ghi tên là Sen Mông Lê này. Sen Mông Lê ha. Rồi tặng cho Sen Mông Lê ha. Tặng cho Sen Mông Lê này. Rồi lên đồ nha mấy chị ơi. Lên nhanh vút vút gọn luôn nha mấy chị xe like mặt tay giúp em nha, xe mặt tay lên mấy chị ơi. Trời ơi hôm nay dễ thương quá, đồ này đẹp quá, đồ này bao đẹp luôn. Rồi lên đầm lên đầm lên xét kiểu luôn ha, lên đầm lên xét kiểu rất là xinh mấy chị ơi. 85k nha, xét kiểu 85k nha, xét đầm 85k. Đây em like xét đầm trước nha mấy chị, like xét đầm trước nha, chỗ cái đầm nó quá đẹp luôn mấy chị. Mấy chị nhìn cái đầm lên cái màu của nó hài hòa và cực kỳ xinh ha. Rồi mẫu này size tầm 1m6 50 cân đổ về. Chị nào lấy chốt cho em mã của nó mã số 4 nha. Số 4 1m6 50 cân đổ về, đầm maxi dài rất là dễ thương, có nút dài ở giữa. Rồi chị nào ưng cái mẫu này comment liền cho em mã số 4. Nhanh tay lẹ mắt mấy chị ơi, nhanh tay comment nha. Lắc hả. Rồi mã 4 cho em 85k. Nhớ lá dùng xe live stream với chị ha. Áp dụng xe live stream nhiệt tình luôn nha, xe live stream nhiệt tình luôn. Quá đẹp luôn. Mặt tay, xe mặt tay. Có chị nào bị lắc không? Mà 4 kèm số điện thoại giúp em nha, mà 4. Chị nào mà khách quen rồi thì cho em 3 số đuôi, còn khách cũ, khách mới thì cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng với chị nha. Rồi, cho VV một cái mã 4 nè. Ghi VV một cái mã 4 nha, của VV một cái mã 4. Rất là xinh đẹp luôn mấy chị. Đây, cực kỳ xinh nha, cực kỳ xinh luôn. Đó, mấy chị thấy đồ đẹp chưa? Cái này mặc đi Tết thì chơi hơi bị xinh luôn. Cái này size XL ha mấy chị ha. 1m6 58 cân đổ về.
1m55 thì khoảng 52 cân đổ về. Comment cho em mã số 6. Mã số 6. Mã số 6 rất là đẹp luôn, 85k. Chỉ áp dụng xe livestream thôi ha. Chỉ áp dụng xe livestream thôi. Rồi mã số 6 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. 85k. Mã số 6 85k. Kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Mã 6 85k. Mã 6. Nay có yếp lên không em? Liên Nguyễn ơi, ngày mai Liên Nguyễn nha. Ngày mai nha. Em mới bị xỉ bùng một cục set len ha. Bùng một cục set len 50 cái. Ngày mai em sẽ xả cho mấy chị ha. Rồi tiếp cho mấy chị. Cho chị Hiền Dinh mã 6 nè. Ghi mã 6 chị Hiền Dinh giúp em. Mã 6 chị Hiền Dinh. Rồi tiếp. Rất là xinh đẹp luôn. Cái đầm bi cực kỳ xinh. Đầm bi cực kỳ xinh. Đây. Dễ thương quá, dễ thương quá. Rồi mét 6 khoảng 52 cân đổ về. 1m55 khoảng 47 cân. Chốt mã bi giúp em. Mã bi. Mã bi nha. Rồi mã bi. Comment mã bi giúp em luôn. Mã bi. Mã bi, mã bi. Nay có yếm. Ôi đẹp rồi mà. Nay có dài không thảo cho xui. Tức là áo dài ngày mai luôn. Áo dài ngày mai luôn. Rồi mà bi cho em đi mấy chị, mà bi nha, mà bi chứ nào đi bi chút bi liền có 85k thôi. Nói chung là bây giờ mùa Tết mua mấy cái này mà mặc thực sự rất là đẹp luôn, đi chơi đi lại rất đẹp ha. 6 của em mà chị em comment trước mặt. Mầm Tuệ hả? Không biết Mầm Tuệ. Mầm Tuệ mà comment không có số điện thoại là em không có chốt được đâu nha Mầm Tuệ. À 6 Mầm Tuệ comment sau nha gái ơi. Sau quá trời người. Sau quá trời người luôn, sau cả chị Cao Thu Thảo luôn ha. Sau chị Cao Thu Thảo luôn. Cái đó thì chị Dinh á. Chị Dinh. 85 hết. Ok chị Hằng ơi, ngày mai vô lụa giúp em chị Hằng ơi. Xong yếm mà bi nè. Mà bi cho Vivi, mà bi cho xong yếm phải hết nhá. Bi cho Vivi, bi cho xong yếm phải hết nè. Chị xong yếm bi là em hết nhá. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em đi. Mấy chị xe lai nhiệt tình rồi. Mấy chân váy da. Chân váy da size này là tầm mét 6 khoảng 5 48 cân đổ về 1m55. 1m55 là khoảng 45 cân nhá. 1m55, 45 cân. Đó, rất là đẹp luôn. Còn mèo em này 68 độ về nha, em 68 độ về. Rồi cho mấy da 60k, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn ha, chị nào lấy cho mấy da comment mã cho em mã chân váy. Mã chân váy 60k. Chân váy da 60k có quần trong nha mấy chị nha. Có quần trong luôn. Comment mã chân váy giúp em. Mã chân váy nha. Sợ bẩn không xem được like gì hàng nữa. À mấy chị ơi, khách nào khách quen của bên em hay chốt hàng em nhớ thì em chốt luôn mấy chị nha. Còn khách nào mà khách mới hay là khách mới thì comment mã số kèm số điện thoại đủ khi chốt hàng giúp em nhé. Còn những khách cũ mà ít chốt hàng bên em á, nhiều khi em không có nhớ được á, thì để lại ba số điện thoại giúp em. Rồi nha mấy chị. Nói như vậy cho dễ nè, chị nào mà ngày nào cũng vô chốt hàng thì khỏi cần cho số điện thoại, ba số đuôi lại điện thoại ha. Còn chị nào mà lâu lâu vô chốt hàng thì cho em lại ba số đuôi điện thoại. Còn chị nào khách mới hoàn toàn luôn, mới tin luôn thì cho em số điện thoại đầy đủ kèm với lại mã hàng. Ok mấy chị nha. Còn mấy chế như chị Hiền Dinh rồi chị Cao Thảo ngày nào cũng vô chốt hàng hết. Đó rồi như chế VV thì khỏi cần cho số điện thoại cũng được nha. Rồi mẫu này. Chân váy. Mã chân váy 60k. Chân váy 60k cho chế Hiền này. Cho chế Hiền. Rồi mẫu này nha, chị nào ơi cái mẫu cam này. Cái set cam luôn mấy chị, nguyên một cái set cam rất là xinh ha. Chân váy size L mấy chị, size L nha. Eo tầm 74 độ về, 1m6 khoảng 53 cân. Comment cho em mặt cam. Mặt cam nha, chốt mặt cam giúp em. Đây mặt cam. Comment mặt cam nha mấy chị. Mặt cam. Mặt cam luôn ha. Dạo này không thấy không báo like. Bây giờ đây là em cố định giờ like luôn mấy chị nha. Tối 8 giờ. Tối 8 giờ và sáng. Bây giờ em bắt đầu chuyển qua like giờ sáng nha mấy chị nha. Và sáng thì thường em sẽ like lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 em sẽ lên like ha. Đó, là bây giờ em cố định giờ like là em like sáng và like tối. Like sáng và like tối nha mặt cam. Mặt cam hả? Chị Phương Trần rồi đây ta. Mặt cam chị Phương Trần ơi, lâu lâu mua nhà em thì cho em 3 số đuôi nếu khách không cũ. Phải, không phải mà em nhiều khách cũ, nhiều Phương Trần lắm. Đúng rồi. Nên chị, mấy chị ơi, chị nào có ít chút hàng bên em á, để lại 3 số điện thoại để em biết nhé. Bộ chị mặc có bán không? Cái gì em không bán hết á. Chị nào lấy bộ đang mặc, cứ comment bộ thích thì comment bộ đang mặc, chốt luôn. Bộ đang mặc là eo lưng, lưng của nó là bao thun mét 6 khoảng 52 cân. Còn mét 55 khoảng 48 cân là ok ha. Rồi, chị nào có cái đầm này đi, cái đầm ren, cái dung chứ, cái đây cái dung rất là đẹp luôn, cái dung rất là đẹp hết, dung cực kỳ đẹp. Rồi, comment nhanh tay giúp em nha, mặt cam nữa. Mặt cam, chứ nó lấy mặt cam, chắc mặt cam lên cho em đi.
khoảng cam chế gì đó, phương trần, nhưng chế mà phương trần, nhưng mà chị không biết được. À, phương trần này không biết cách mới hết cũ. Mấy chị ơi nghe rõ cái chút hàng giùm em nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Có xếp len không Thảo ơi? Xếp len ngày mai đi chị thì đừng quá chơi. Mấy cái màu mà hôm bữa em like đó chị, không biết chị có vô coi không? Ngày mai em like nhé. Ngày mai em like ha. Đó em mới bị khách bom một bom 50 cục xếp len luôn. 50 cái xếp len nha. Đó là ngày mai em xả ha. Xỉ em nó bom á. Ngày mai thế, em sẽ xả cái cục đó. Xe ra mặt 85 luôn phải không em? Dạ đúng rồi, xe ra mặt 85. Xe ra mặt 85 luôn nha. Dung nha mấy chị, dung thiết kế. Chị nào cái dung này comment nhanh tay giúp em nè. Chị Phương Trần này, mã cam này. Chị Phương Trần số điện thoại đôi 776 nè. Chị Phương Trần cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Có địa chỉ là có hàng nha chị nha. Mấy chị là khách mới bên em nhé, cứ để lại có địa chỉ là vẫn có hàng với chị nha. Dung mét 654 cân. Em lấy bộ chị mặc nha, ok Ririka Lam nha. Dung mét 654 cân nha. Chị nào lấy dung chút dung cho em đi. Dung lấy 654 cân. Lấy dung chút dung nha mấy chị. Bộ đang mặc chốt cho Riri K Lam nha em nhé. Chị 85k đúng không em? Dạ đúng chú. Rồi tiếp nha mấy chị, bộ này ha. Cực kỳ dễ thương luôn. Cái này lụt vô nó gần lợi lụt trái thì em lụt lại. Hết buổi sáng đi làm không xem được chị được rồi. Không sao mấy chế ơi, lần này em sẽ cố gắng lại cả buổi sáng cả buổi tối nhé. Chế nào mình không coi được buổi sáng thì mình coi buổi tối, không sao hết mấy chị nha. Sáng với tối. Hoàng Hằng Dung, Hoàng Hằng khách mới em ơi. Hỏi, em nói rồi mấy chế nào khách mới comment mã số kèm số điện thoại em mới chốt được nha mấy chị ơi. Dung cũng 85k đúng không em? Đúng, bằng giá hết, đồng giá hết. Mấy chị ơi, chị nào cho em xin cái dòng kim đồng giá ấy. Đồng giá 85k hết rồi mấy chị ơi. Rồi chị nào ơn cái đầm này comment nhanh tay cho em. Đầm siêu đẹp với chị, siêu đẹp và siêu chất lượng 85k. Mẫu này giá của em này, giá của đồng em đầm này ít nhất cũng phải là 140 mấy chị nha. Em đầm này ít nhất giá của nó là 140 mấy chị. Mẫu này phi size. Mẫu này phi size nha. Eo của nó bo thun phi size ha. Phi size eo bo thun. Rồi chị nào ơn cái đầm này comment nhanh cho em luôn là mã của nó là mã số 10. Ok em ơi, hoàng khách cũ thì để lại cho anh qua số điện thoại nha. Anh thấy cũng quen quen tại bây giờ anh làm phần mềm của anh nó chưa, mấy bữa nay nó đang update, anh có nhiều cái anh không có thấy được với khách cũ khách mới. Hoàng Hằng cho anh lại qua số điện thoại nha. Hoàng Hằng nè, anh cho zoom cho nè. Ok em nhé Hoàng Hằng, xin điện thoại đi đủ luôn. Mà 10m654 cân, chúc mà 10 giúp em. Mà 10m654 cân, chúc mà 10 nha. Có chị nào lấy bộ em đang mặc rồi đúng không? Zoom số 10 cho bèo tây nè, số 10 cho bèo tây nhá. Cái dung đen này em chốt cho Hoàng Hằng nhá mấy chị ơi. Thì dung chương chưa có nhá, thì dung chương chốt nó thôi giúp em nha. Số 10 là bèo tây nha. Có chế lấy bộ đang mặc rồi đúng không? Đúng rồi, bộ đang mặc là Ririka Lam. Ririka Lam đúng không? Rồi cho Ririka Lam luôn. Mượn cái phương bông mặc được. Rồi, bộ này nha mấy chị. Đây một cái đầm dự tiệc body, một cái đầm dự tiệc body nha mấy chị ơi. Nó là cúc ngực và múc ngực dày dặn luôn ha. Mẫu này là bán 150 một cái đầm này. Đó, chất body cao cấp. Đó, hôm nay sale luôn. Sale bằng giá luôn, với giá là 85 luôn nha. Chốt mặt cúc ngực. Bộ mặt hết không bộ. Chốt mặt cúc ngực cho em, cúc ngực mét 650 cân. Cúc ngực ta để đo em cho chắc nha mấy chị. Bộ em đang mặc em hết rồi nha mấy chị ơi. Bộ em đang mặc em có một set em chốt rồi cho khách rồi nha. Em hết rồi mấy chị nhắm cái gì chốt nó khác cho em nha. Em 72 mấy chị ơi, em 72, 85k chứ mà cúc ngực. Mà cúc ngực. Mà cúc ngực em 72 85k mấy chị ơi. Mà cúc ngực nhá, em 72 85k. Chị nào lấy comment mà mà cúc ngực cho em nha mấy chị ơi. Chốt mà cúc ngực cho em. Rồi đẹp quá. Quá đẹp luôn. Rồi mẫu này 85k luôn. Comment cho em mã của nó là mã bông. Mã bông 654 cân đổ về. Rồi tay này mấy chị. Tay ha. Đó, tay thế này ha. Cái này mặc đi đi chơi Tết hay là đi chơi lễ gì đẹp hết nha. Rất là đẹp luôn, xuất sắc. Dùng một từ là xuất sắc ha. 654 cân đổ về. Em bôi thun nha, em bôi thun. Rồi comment mã bông cho em đuôi cá luôn. Đuôi cá mã bông. Mã bông 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về. Mã bông. Nhiều lần đi anh em để ý em mặc không vừa em hơi mặc ok đi, nha đang rồi mình nhường cái đồ bộ em mặc cho người khác. Ok này, chế nào lấy đồ bộ em mang mặc comment lại giúp em nha. Còn em cúc ngực cho Kiều chứ, cúc ngực cho Bích Phương khách mới, em chưa biết Phương cái khách mới này, em chưa có số điện thoại em chưa chốt được nha. Mấy chị khách mới vui lòng cho em thông tin cho mấy chị ơi, khách mới vui lòng cho khách em mới, thông tin nha. Khách mới comment mã số kèm số điện thoại giúp em nha. Mã cúc ngực em chốt cho chị Kiều Phụng này, mã cúc ngực chốt cho chị Kiều Phụng nha. Rồi chị nào lấy cái bông dài qua gối này comment cho em mà có nó mặc số 9.
mã số 96 55 con đổ về, 55 57 con của vừa luôn và 42 con đổ chào, lên nha. Chào chị Mỹ Trang nha. Comment đi mã số 9. Chốt số 9 luôn. Mã số 9 nha mấy chị, mã số 9 nha. Lấy số 9 comment số 9 giúp em. Đây bà bông mã 9 nha. Ô đồ bộ đang mặc ok nha. Em thích cho chị đồ bộ đang mặc cho chị Vân Mỹ này. Chị Vân Mỹ cho em xin thêm địa chỉ nhé. À chị Bích Phượng khách cũ ơi, chị Bích Phượng mà là khách cũ á thì để comment lại bắt thêm 3 số điện thoại giúp em nhé. Tại vì nhiều khi khách em phần mềm em nó đang đợt này cũng hơi nó bị mới bị mất một số khách nên em mất thông tin đó. Nhưng mà em lưu cái máy bên kia thì có, em đổi máy, em đổi cái máy tính đó nên là nó hơi lằng nhằng. Chị nào có ít chốt hàng bên em để lại cho em 3 số điện thoại nhé. Thì chị Bích Phượng là giá bao nhiêu, đồng giá 85k, cái nào khác giá em báo nhé mấy chị ơi. Đây dung đẹp muốn xỉu luôn. Rồi chắc kiểu cái này mặc đen quá đẹp quá. Rồi chị nào lấy cái đầm, cái dung em đang cầm 1m654 cân đổ về. 1m654 cân đổ về, cầm đi trên mặt của nó là mã số 12. Mã 12, 1m654 cân đổ về. Mấy chị Vân Mỹ cho em địa chỉ đầy đủ đi chị ơi. Em giao hàng bên bưu điện nhé. Nên mấy chị cho địa chỉ càng chi tiết bao nhiêu thì bưu tá giao hàng cho mình càng nhanh bấy nhiêu nhé. Mã 12 cho chị Hiền Dinh này. Ok, cảm ơn chị Bích Phượng nhé. Chị Bích Phượng có cái điện thoại này. Em cảm ơn chị nhé. Chị Bích Phượng chốt mã sau giúp em nha. Em còn nhiều mã đẹp lắm chị ơi. Chị cứ chốt mã sau giùm em nha. 12 cho Hiền Dinh. Mẫu này nha mấy chị. Rồi mẫu này nha. Chị nếu mẫu này comment cho em mã số 3. Xét đang mặc còn... Ok, cái xét đang mặc không có bán chị ơi, xét xét mặc like mà. Rồi mã số 3. Số 3 mét 6 52 cân, comment mã số 3 cho em của Diễm nhé. Mã số 3 cực đẹp luôn mấy chị. Có bèo bèo rất là dễ thương ha. Rồi mặt 3. Mã 3 mét 6 52 cân, comment mặt 3. 12 đi đúng không em? Dạ vâng. Mã 13. Ủa cái bông này nó chết chốt chưa? Mặt cũng rất là bông nha ông. Chưa thấy. Rồi mặc thử cái mã bông luôn. Mã bông bị đẹp nha mấy chị. Mã bông nha. Chế Phương Trần số điện thoại đuôi 776 còn coi em like không? Còn cho em xin thêm địa chỉ nhé. Chị Vân Mỹ có số nhà bên mình có số nhà gì không chị ơi? Có lắm. Mấy chị cho chỉ càng chi tiết thì bưu tá trao tới hàng cho mình càng dễ mấy chị nha. Mấy chị cho em địa chỉ càng chi tiết thì giao hàng càng dễ nha. Còn chị nào mà sau 2 phút thì cho em địa chỉ thì em xin phép được dùng lại cái mã hàng đó cho người khác nha chị nha. À chị Bích Phượng chưa có cái cúp mực nha. Chị Bích Phượng chốt mã xong giúp em nha chị. Em còn nhiều mã đẹp lắm chị. Bông đi mặc cái này nha. Rồi chế nào lấy bông cho bông kia luôn. Rất là dễ thương ha. Cái này em mặc hai bộ đồ cho nên nhìn nó không rõ dáng lắm. Mấy chị mặc một bộ thì nhìn nó rõ dáng hơn ha. Đó mặc bông đi nha chị, mặc bông ha. Không có đen nào, chút có đen nha. À thì nhiều cúp phượng cho chị Phượng cũng được. Ok nha chị Kiều Phụng nhường cái cúp mực cho chị Bích Phượng rồi nha. Chị Bích Phượng có cúp mực nha. Chị nghe thấy ok giúp em nha chị Bích Phượng ơi. Khách em nha mấy chị ơi. Chốt số 3, số 3 cho chị Tuệ Nghi này, số 3 là cái gì ta? Em chốt, ơi. Chốt hàng số 3 kìa, số 3 là cái này đúng không? Mấy chị ơi, chốt hàng không có quyền nhường đâu mấy chị ơi. Chốt okay, hàng suy nghĩ kỹ cho men. Không, em không cho nhường đâu. Thôi, nói chung là chốt mấy chị suy nghĩ kỹ cho men nha. Suy nghĩ kỹ cho men, đừng chốt hàng hứng xong rồi nhường như vậy thì bị rối lắm. Bây giờ đang ít khách thì nó chưa có rối cái tí đâu, mà vô nhiều khách là phải rất là rối luôn. Cho nên mấy chị nào chốt làm chắc cái đó và đừng có nhường lung tung dùm em nha. Rồi cái màu bông em đang mặc là màu bông nha chị ơi, mét 654 cân đổ về. Cái đang mặc là màu bông nha, đuôi cá như thế này rất là xinh ha. Đó, chị nào lấy bông chốt bông lên liền cho em. Mà bông 85k. Rồi cái đầm sơ mi nha mấy chị, cái đầm sơ mi cực kỳ ngầu luôn, rất là xinh dễ thương. Mấy chị mặc chung với lại mang chung với gì ba tay cho em ha. Xét bông mà không đẹp vai được, không thẳng không? Được chị, không đẹp vai được nha. Chị nào hỏi vậy? Không đẹp vai ha. Ok chị Vân Mỹ nha. Rồi đầm sơ mi cho em luôn, mã là mã số 6. Đầm sơ mi mã số 6. Cái này phải mã số 3 không em? Đúng mã số 3 ha. Đầm sơ mi mã số 6. Đầm sơ mi mã số 6. Lúc mở lúc rõ thẳng ơi. Lúc mở lúc rõ hả chị? Tôi cần anh mở cái cửa ra ha. Có chứ, mở cửa ra có ai đâu đóng anh. Ừ. Còn cái này là cái gì? Cái của em. Ra sáp. Rồi tiếp cho mấy chị. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Xe lai nhiệt tình giúp em ha. Thêm một cái đầm sơ mi sọc nữa ha mấy chị. Thêm một cái đầm sơ mi sọc nữa. Có chế nào chốt bông chưa? Chế nào chốt bông nha. Bông mặt dễ thương mà dễ thương lắm mấy chị.
da trắng, mặt nhìn rất là trắng da luôn không? Mấy chị lấy bông để em lột cái bông nha. Mã số 6 nha. Mã số 6, số 6 cho chị Diệp Sơn Ca nè. Mã 1, mã bông bông cho chị Dương Ngọc Thúy nha. Ok, cảm ơn chị Dương Ngọc Thúy nha, để em lột cho nó quá. Mã 6, chị Đầm Sơ Mi cho chị Diệp Sơn Ca nè. Rồi, chị Dương Ngọc Thúy nha, mã bông cho Dương Ngọc Thúy nha. Rồi, cái Đầm Sơ Mi sọc nha mấy chị, Đầm Sơ Mi sọc. Chị nào lấy Sơ Mi sọc, chốt mã sọc cho em luôn. Mã sọc mét 6. Bao nhiêu cân thì đợi em một chút xíu với mặt vô lại nha. Màu này mấy chị có thể mặc phong cách bằng cách mình khoác hờ được nha mấy chị. Khoác hờ hay là gài cúc gì được. Cái này mét 6 50 cân mấy chị ơi. Mét 6 50 cân nha. Mét 6 50 cân có dây thắt eo luôn nha mấy chị. Đó mấy chị gài hờ hờ tới đây thôi để nó xẹt tà nó rất là đẹp ha. Mét 6 50 cân 1 mét 55 khoảng 46 cân. Chút mà sọc. Mà sọc giúp em. Mà sọc nha, mà sọc. Sơ mi sọc cho chế Hương Trần đuôi 482 này. Sọc cho Hương Trần. Sọc cho chế Hương Trần ha. Sọc cho chế Hương Trần. Ôi cái vải nó đẹp quá, già đồng giá hết anh, đồng giá hết. Không có nào cắt giá hết. Wow, cái vải này siêu đẹp luôn mấy chị. Đẹp lung linh luôn. Cái vải này nó nhùn nhùn. Đây là mấy chị nhìn thấy không? Nó mịn mịn giống như nhung vậy đó. Đó, rất là đẹp luôn ha, tuyệt vời. Cái này tuyệt vời luôn. Vải mà mềm mịn cực kỳ ha. 85k đúng thật sự. Đó, xe tà có phối ren nha mấy chị. Thật sự quá sang. Mấy chị có thấy dòng ghim, em có ghim chưa? Có, ghim rồi. Mấy chị mới vô, mấy chị mới vô xem dòng ghim cho em nha. Ghim của bé BB nó 85k đó, thấy không, em thấy không? Cả nhà thấy không? Cả nhà lấy dòng kim 85k không mấy chị? Rồi mẫu này, chị đang mẫu này 85k mấy chị, rẻ đúng không? Siêu rẻ luôn. Ok nè, đầm trắng cho chế Su Su này, đuôi 693 nè. Trắng cho chế Su Su đuôi 693 nha. Su Su, cho Su Su nè. Chế này không chốt, ngày nào cũng chốt, chốt được cái này. Hả? Su Su vậy? Được. Ngày nào cũng chốt được cái nào? Mà bị yếu. Rồi mẫu này. Rồi, màu này siêu xinh luôn. Đằng trước là phối lông nha mấy chị. Đằng trước là phối dạ lông nha. Đó mấy chị thấy không? Đằng trước là phối dạ lông nha. Rồi, giấy đơn màu này. Hôm nay em bán siêu rẻ luôn á mấy chị ơi. Mấy chị nhớ xe la nhiệt tình giúp em nha. Xe la nhiệt tình cho mọi người xe giúp em 2 lần cho cá nhân và 3 lần của nhóm nha mấy chị nha. 2 lần cho cá nhân và 3 lần của nhóm nha. Mặc thử đi vô cho biết coi ha. Cái này là form công chúa cực kỳ đẹp nha mấy chị. Chị nào mà nhanh tay mà chụp được em này thật sự rất là may mắn, chúc mừng người đó luôn ha. Chị nào may mắn mới chụp được em này em xin chúc mừng nha. Rồi mẫu này mét 6 khoảng 54 cân đổ về. 1m55 47 cân. Comment cho em mã của nó là mã số 9. Mã số 9. Chốt mã số 9 cho em. Quá đẹp luôn ha. Quá đẹp. Rồi mã 9 cho em. Con công chúa cực đẹp có tay dài nha. Rồi mã số 9. 85k luôn. Trời ơi, đẹp chưa chị? À, thở ớt. Ok em nhá. Em phải nói là miếng thở ớt em đi biết nha. Rồi đầm đẹp quá nha, nó đầm đẹp quá. Rồi mã 9 cho em. Kỹ nào nhanh tay thì đã được nha. Mã số 9. Số 9. Số 9 cho chị Hiền Duyên nè. Công nhận là chị Hiền Duyên. Thấy chưa? Tương tác của mình rất là tốt luôn. Số 9 cho chị Hiền Duyên nha. Chưa đọc mã mà tôi chị Thủy Lê ơi. Mình ao ra một cái vô lại liền cho em là nó chanh la lại bình thường nhé. Còn không mình đợi một chút xíu thoát ra đợi chừng một phút thôi thì vô lại là la nó chạy bình thường cho chị nhé. Rồi chị đeo cái đầm len form body này comment cho em mã của nó. Sơ mi sọc 50kg vừa không cái sơ sợi mét 6 50kg phải mét 6 nha. Chị Hương chơi chị Hương Trần 182 mặc body được đó chắc cái vừa chứ nhở. Chị Hương Trần rồi em thì vừa nha chị nhé. Chị Hương Trần mà phải mét 6 nha, 50kg phải mét 6 hoặc mét ít nhất là mét 58. Rồi thôi nếu không vừa nữa nhiều cho tí là nhiều cho cái khác đúng sao đâu. Rồi cái đầm 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 len body giống chị chốt mà body giúp em đi. Mà body mét 6 50 cân. Body mét 6 50 cân. Bằng giá không giá đừng hỏi giá em được đồng giá hết. Rồi mét 6 50 cân. Mà body. Body. Ồ mà. Đây ha. Mở số 1 nhỏ đi. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này phong xuông ha. Phong xuông. Phong to luôn, phong xương phong to nha, 65 body. Cân đổ về, 50 cân đổ lên. Đầm body. Chốt body đi. Mã body đúng không? Đúng rồi, body. 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 Cầm đi body. Body. Body cho chị Hiền Duyên này. Chị nào lấy mã to, chốt mã to cho em. Chốt của nó chất cô tông cực xịn nha mấy chị nha, cực xịn luôn. Mẫu này 65 cân đổ về nha. Đó, 50 cân đổ lên, chốt mã to cho em. Mã to. Mã to nha. Ok, chế Hương Trần không vừa cái mã sơ mi sọc nè. Thế nào đấy cái mã xung linh chọc comment lại cho em nhé. Để tay comment sau có một chút xíu à.
Và việc tương tác của bạn Tây cũng tốt lắm á, chỉ thôi chỉ hiện lên tí xíu thôi, đi cùng một lần đi là cùng một lúc đó. Học thiền. Má to hả em? Má là to nha, mấy chị ơi, má to nha. Sọc sọc trắng xanh này là má to nha. Đẹp quá. 85k. Xuất sắc mấy chị ơi. Xuất sắc. Bẹt vai cũng được, không bẹt vai cũng được nha. Trời ơi, muốn giữ cái này mặt quá. Đẹp quá mấy chị ơi. Mét 6 55 cân đủ về ok luôn. Quá đẹp xuất sắc. Rồi comment liền cho em mặt của năm 20. Mấy chị ơi, chị nào khách mới thì comment mã số kèm số điện thoại giúp em nha. Có mã số kèm số điện thoại em chốt được nha. Mã 20 mấy chị ơi, mã 20 nhé. Lần em vừa lên là mã 20 nè, 20 cho VV nè. 20 cho VV. Ship Quảng Nam bao nhiêu? Ship Quảng Nam em ship bưu điện dưới 2kg tầm 35.000 mấy chị nhé. Hàng của mình dưới 2kg là tầm 35.000, còn trên 2kg thì quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Khoảng ba mấy gần 40.000 thôi. Rồi cái dung nha mấy chị ơi, một cái dung siêu đẹp nha, một cái dung siêu đẹp luôn, 85k luôn. Cái này mấy chị mặc đi Tết ha. Mà đi chơi Tết thì chơi lại ok hết. Dung dài không? Cũng là xinh ha. Có dung lụng đó chị, có dung lụng thôi. Rồi mẫu này nha mấy chị, đó rất là dễ thương luôn. Rồi mẫu này 1m6, 52 cân đổ về 1m55. Trời ơi cái mẫu này em nói thật mấy chị, hồi em chưa có cái mẫu này, em ghiền cái mẫu của em, mua một cái 170 ha mấy chị ha. Đó, em ghiền quá, màu của nó hơi màu xanh đen hơi khác một chút xíu thôi, chi chang không phải cũng vậy ha. Mình chỉ nào khách mới mà hay 85k. Hay chốt hàng bên em á, để lại số điện thoại kèm địa chỉ chốt luôn. Để số điện thoại kèm địa chỉ xong tổng mã rồi nha. Mã số 20 cho chị Tuệ ghi này. Mã 20 cho Tuệ ghi một chiếc. Mã 22 cho em. Dung này mã 22 nha. Cầm em mã 22, mét 6 50 cân. Mét 55 46 cân. Thế rồi, hai cái cho BB cho Tuệ ghi hết rồi. Ok. Rồi mã cho em là mã số 22. Mã số 22 nha mấy chị ơi. 50 mét 55 46. 1m6 50 cân này, 1m55 thì khoảng 46 47 cân là bình thường rồi nhé. Em dùng đúng không? Đúng rồi, dùng em. Mã dùng chuẩn mua là khách mới chưa thuê này thì chị chưa chốt được em nhé. Mã 22 là cứng. À mã 22, ok. Dùng cái dùng đúng không? Đúng, dùng mã 22 cho chị Bèo Tây nè. Dùng mã 22 cho Bèo Tây thấy Khánh Trang em nhé. Mình chế nào khách mới chút hàng bên em mà sợ mình chậm á, để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ lên luôn để body. Nhận nó xong chỉ việc comment mã này là em chốt được liền nha mấy chị nhá. Đây là body nha mấy chị, mét 6 50 cân nha, body mét 6 50 cân, 1m55 là khoảng 46 cân cỡ em đây ha, mét 55 46 cân. Thấy Lê Nguyên nha, mét 55 46 cân cỡ em nha mấy chị nha. Ok rồi. Thế quá đẹp luôn body ha, hay dữ luôn trời. Mấy chị nghe mẫu như em nói nghe rõ chứ mấy chị. Rồi comment cho em mã này là mã hồng. Thấy Như Yến nhá, thấy nãy giờ Như Yến cũng comment mấy mã nhưng mà hơi chậm nhé. Em cứ để lại số điện thoại kèm địa chỉ luôn đi em đọc. Cái xong comment mã thôi em chốt cho. Mã hồng cho em nha mấy chị, mã hồng, đây mã hồng. Mã hồng nè, mã hồng 85k luôn mấy chị nha. Mã hồng 85k luôn nha. Mã hồng nha bao nhiêu em? Mã hồng em 70. Mã hồng em 70 nha mấy chị ơi, em 70. Mấy chị nghe em đọc em rõ giúp em nha. Em đọc em là rất chuẩn luôn đó mấy chị ơi. Mình comment theo em là không bao giờ sai nha. Mét 55 47 cân. Eo em này phi size ha, em này phi, eo em này phi ha, nhưng mà mét 6 52 cân. Mét 55 46 cân thôi, 47. Thấy mi hiền nha. Rồi comment cho em mã này là mã 80. Chúc 80 giùm em. Mã 80 nha mấy chị nha, mã 80 xuống 80 50 đẹp. Mã 80 mi mấy chị ơi, mã 80 này. 80 không phải thun nha, 80 lật lại nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi mã 80 cho em. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi mã 80, mã 80. Hồng cho chị lại thì Trung Hiếu này. Ô hồng cho chị lại thì Trung Hiếu nhá. Hồng cho chị. Hồng cho chị lại thì Trung Hiếu này. Mã 80. 80 cho chị Nhung Lê này. Nhung Lê này, Nhung Lê cũ hả? Không, Nhung Lê từ đợi nhiều quá anh đợi chứ. Nhung Lê Bảo Lộc em ơi. Nhung Lê Bảo Lộc hát của này gì hả? Có gì đâu. Nhung Lê Bảo Lộc nha. Thấy chuột vua nha em ơi. Chuột vua là khách mới, comment mã kèm số điện thoại mới chốt được em nha. Chưa có số điện thoại chưa có chốt được đâu nhá. 80 cho Ngọc Diệp ha. 80. Ủa. 80 cho Ngọc Diệp. Ủa cái này mã gì? 80 luôn. 80 cho Ngọc Diệp với lại cho chị Nhung Lê là hết. Ok, 80 đó, comment cho chị Ngọc Diệp này là chuẩn luôn. Ngọc Diệp với Nhung Lê ha. Rồi Baby Doll size L nha chị ơi. Cái mẫu này bầu bím con kia được nha. Bầu bím này mặc đẹp lắm mấy chị. Đây size L nha. Bộ bí mặt con che vô tơ luôn, baby doll ha mấy chị, đây là baby doll nha. Đó rất là cưng. Thấy kim, thấy kim ruby nha, kim ruby là thỏ ớt này, anh nhớ rồi em nha. Rồi chị nào ưng cái mẫu baby doll size L này comment đi giúp em. Là mã số 32, mã 32 nha chị nha, mã 32. Mét 6 này khoảng chừng 58 cân đổ về ok luôn, tại vì baby doll nó không rộng mấy chị, vậy mặt nha, bộ bí con che vô tơ. Mấy chị mặc thêm một cái quần đùi bên trong giùm em nha, cực kỳ dễ
đây mặt đi chơi bao luôn 85k cực rẻ ha mấy chị ơi, chỉ có hàng nhà em mới rẻ vậy thôi, tại vì hàng số lượng nhiều tận gốc cho nên mới có giá rẻ ha mấy chị. Rồi cài nút vô như vậy nhé, rồi comment liền cho em nè, mã 32 không ạ? Đúng rồi, baby luôn mã 32 đúng không? Đúng rồi. Rồi mã 32 quá đẹp luôn, còn baby luôn đẹp quá. Mình không có bầu thì cũng muốn mặc nữa. Rồi baby luôn. Mã 32 này. Mã 32. 32, 32 Tommy Hiền này. Em eo rộng đúng không em? Ừ, cái đó phi size, phi size. Ồ, phi size ok này, phi size mi hiền bằng được này, 32 cho mi hiền nhá. 32 cho mi hiền. Mi hiền 85k. 32 cộng nha, 32 cộng. Ok, thế nào đấy 32 cộng em, 32 giúp em nha. Rồi mẫu này luôn, đuôi cá rất đẹp. Hàng quá mua đen thật sự, cái vải cũng đẹp, trời ơi mẫu này xinh quá. 32. Màu này đẹp quá, màu này phi size. Màu này tầm 1m6 khoảng 58 cân đủ về ok luôn. Chị Thảo mặc được thì Thảo còn coi không? Cái này mua đi lắm Thảo ơi, mặc tết được luôn này Thảo. 32 để chốt, để chốt nội cho nó đi em. 32 cho chị Nguyễn Hạnh này. 32 cho Nguyễn Hạnh. Rồi màu này chị nào lấy comment cho em mã 50. Cái mã 50 này bán với giá là 160 á mấy chị ơi. Hàng siêu chất luôn, hàng Quảng Châu những chị siêu chất rồi. Comment liền cho em luôn. Mẫu này là phi size tầm 45 cân đủ lên và 58 cân đủ về. Comment cho em mã số 50. 50 không ạ? Đúng rồi, 50. 50. 50 cho chị Hiền Dinh nè. Thấy thấy chế Hiền nha, chế Hiền, thấy chế Hiền nha, thấy chế Hương Nguyễn luôn này. Thấy chế Hiền, chế Hương Nguyễn nè. Rồi mẫu này luôn mấy chị. Chị Nga thì có địa chỉ số điện thoại bên em rồi mà chị ơi, chị cứ chốt nha mã giúp em nha. Chốt mã lên nha, em thấy em chốt nha. Rồi chính là ưng mẫu này, mẫu này quá đẹp luôn mấy chị, phong dài nha. Mẫu này phong dài quá đẹp luôn. Xuất sắc. Dùng một từ là xuất sắc luôn ha. Hai cái 50. 50 có một cái mà chị ơi. 50 có một cái hả chị ơi? 50 có một cái em chốt mất rồi chị Tự Nghi ơi. Kiểu này chắc chị thế nào phải dời qua bên đâu quận 9 gần chị Tự Nghi quá. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này nha mấy chị, mặc thêm cái áo 2.500 cho em. Mà chị nào không muốn mặc đó thì mình bấm được cái nút có dài của chị em. Nhưng mà đi mặc mấy chị, tại vì mẫu này là kiểu của nó là kiểu hở cổ ha, hở như thế này nha. Đó, rồi chị đeo mẫu này dạng đó, dạng maxi nha mấy chị. Rồi chị đeo mẫu này chốt luôn cho em mã đỏ nha mấy chị, mã đỏ quá đẹp. Mã đỏ quá đẹp luôn ha. Mã đỏ 85k mấy chị. Mã đỏ 1m6 50 cân mấy chị ơi. Mã đỏ 1m6 50 cân, rồi bên mã đỏ cho em 50-52 cân á, 1m5-56 cân. Cái này mình đi biển, mình mặc thêm áo hết rồi trong á. Ừ, khỏi mặc cũng được, để lộ ngực nó đi. Cho nó sexy hả? Cho nó sexy. Rồi mà đỏ, mà đỏ. Trời ơi, đẹp quá, cái bin này đẹp quá. Trời ơi, bin này xỉu, cái bin này luôn á. Cái bin này xỉu, mấy chị ơi xỉu. Rồi chị nó lấy bi chứ không bi cho em. Mà bi. Đỏ bị thách kìa. Cái gì đó? Đúng rồi, mấy đỏ này bị lỗi rồi, bỏ. Đỏ này hư rồi, bỏ đến đi rồi đỏ. Trời ơi, chị Nhung lên mắt tinh ghê. Mắt hả? Em 72 chị ơi, bi cho 72, 1m6 52 cân. Còn em mà bi giúp em, 1m6 52 cân. Bi cho chị Hiền Viên này. 1m6 52 cân. Bị rách eo bên, đúng rồi. Trời ơi, mắt tinh thế. Đúng rồi, rách eo bên nha, thủy 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 cái mặt đó nha. Ok, đã mặt đi. Mặt em có tinh luôn. Lỗi, bỏ. Wow. Em nói thật chứ cái này 48 cân đổ lên mà 50 cân đổ về mang cũng ok luôn á mấy chị. Nó là phong xương ha, mà có thắt dây 50 cân, 48 cân đổ lên không. Và 60 cân đổ về. Rồi cầm lên mặt vàng giúp em nha mấy chị. Mặt vàng đỏ đi chết. Đỏ không có sửa được đâu em ơi. Cái đó là dạng nó là vải 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 con rồi đấy. Rồi cầm lên vàng giúp em. Không có sửa được nhá. Vàng 60 cân đổ về mấy chị nhá. Mặt vàng. Mặt vàng nha mấy chị, mặt vàng này. Vàng cái chế su su nè. Vàng cái su su. Su su 693 nè. Vàng cái su su. Ô, còn cái đen này trời ơi, sao cái đen? Đen nào, đen giống cái đen giống cái kia. Giống cái rồi, chị nào lấy đen chút đen cho em luôn, đen giống vàng, giống nhớ chị giống cái hồi nãy á, nó bị sót nè. Đó, chị nào lấy đen chút đen cho em luôn. Cái này. Cái đen á. Đúng rồi, cái đen á. Đúng rồi, cái đen á. Đen đen, chút mà đen với đen, mà đen nha, mà đen. Đen mà đen nhỏ một chút xíu. Rồi mà đen. Mà đen là tầm 42 cân đổ lên và 55 cân đổ về. Chị mà đen này nè. Đen mã 50 đó, mã đen đúng không? Đen giống cái mã 50 hồi nãy nhá. Đen này nhỏ hơn, đen này 55 kg đổ về.
Ok này, đen cho Tâm Tâm nha. Vàng em hết rồi mấy chị ơi, vàng em hết rồi. À, cái đỏ kia chuẩn bị tưa rồi, em có tặng không? Có. Thế nào lấy cái đầm đỏ tưa tặng, bác cầm lên mà tặng cho em đi. Nhớ má, là có xe livestream giúp em nhé. Má tặng kèm số điện thoại đầy đủ, có xe livestream của em tặng luôn nè. Cầm lên mà tặng giúp em. Chị sợ ghi chưa? Chị nói gì? Số nhỏ hả? Không phải. Rồi, mà tặng giúp em nhé. Size M mấy chị ơi. Đây là một chiếc size M. Đen cho Tâm Tâm rồi, chị đề nghị lại chưa được rồi. Chị đừng giận em nhé. CCM đẹp quá. Chị đừng có giận em nha, tội em nhé. CCM mặc xinh quá mấy chị. Cái mặt đi chơi là em bao cho mấy chị luôn. Quá đẹp. Má tặng kèm số điện thoại em tặng cái đầm đỏ hồi đấy nha. Chị nào lấy còn chị nào thấy mình sửa được tặng em tặng nha. Em nói trước là nó cái dạng vải von thì là sửa được hãng lấy nhé. Đen hồi đấy nhiêu ký vừa anh ra cái đen này bao nhiêu ký vừa em ơi, em chưa báo đấy. Đen đấy báo hồi 55 ký đổ về. 55 ký đổ về nha Tâm Tâm. Tâm Tâm có vừa không Tâm Tâm? Má tặng em tặng cho ai thì tặng đi em. Tặng luôn là bên đầu tiên em. Má tặng ok này. Má tặng kèm số điện thoại này. Ok, má tặng cho tặng kèm số điện thoại. Ok. Cái pin em đang cầm, mấy chị cầm lên cho em mã 15 nhé. Pin đang cầm mã 15 size M, mét 6 50 cân, mét 55 46 cân nhé. Tặng, má tặng kèm số điện thoại đầy đủ. Đầu lên đầu tiên này là Thanh Hòa này. Thanh Hòa đuôi 3510 tặng cho Thanh Hòa nhé. Thanh Hòa này khách cũ hay khách mới em nhỉ? Thanh Hòa. Để em vào coi tỷ. Thế Thanh Hòa hay xe lai chính giúp em đúng không? Để anh coi. Xe lai thế Thanh Hòa phải hay xe lai chính giúp chế không? Phải thì tiếp tục xe lai chính nhé. Không phải không? Để coi. Rồi màu này nha mấy chị. Đúng rồi, đúng mất để nhìn ngoài không ra. Rồi màu này luôn, quá đẹp. Màu này quá đẹp luôn. Màu này đến 656 cân đổ về luôn. 45 cân đổ lên mấy chị nhé. Má gì, má gì, 15 đúng không? Má 15. Trận lộn rồi, chị tệ nghi. Phương Trang mã 15 cho Phương Trang 367 nhá, 15 cho Phương Trang 367 này. Em này em eo của nó phi luôn nhắm chị, eo của nó phi size ha, tại vì eo của nó coi nhạc được. Mấy chị nào lấy cái đầm đen em đang cầm này. Cầm lên lên cho em mã của nó là mã số 18 đi, chốt khoảng 18 cho em ha. Mét 655 cân đổ về mã 18. Mã 18 mét 655 cân đổ về nha. Cầm lên mã 18 cho em kiểu siêu đẹp luôn chị. Kiểu siêu đẹp ha. Kiểu này em nó đẹp khó chê rồi, size M á. Có tầm xanh mờ mét 652 thôi. Mét 652 đi chị ơi, 55 mang cũng được. Nhưng mà 52 cho thoải mái. Mặc dù eo bo thun ha. Rồi cầm đen cho em mã 18. Mã 18. Mã 18 thôi mấy chị. Wow, cưng quá. Bi cánh tiên thôi mấy chị, bi cánh tiên. Mặc cực kỳ dễ thương luôn. Rồi chị nào lấy bi cánh tiên này cầm đen cho em mã của nó mã số 9. Chốt mã 9 cho em nha mấy chị ơi. Mấy 650 3 cân đổ về. Mấy 55 48 cân đổ về. Cầm mê mã 19 cho em. Mã 19 mã 19 nha mấy chị. Mã 18 ngay chân năm. 18 chốt cho chị Vân Mỹ này. 18 là chị Vân Mỹ nha. Mã 18 cho chị Vân Mỹ này. Mã 19 và mã 20 mấy chị nhé. 19 và 20. 20 luôn, cánh tiên luôn ha mấy chị, cánh tiên luôn. Chị nào lấy 20 chốt 20 cho em ha. Mã 18. 18 nhiều rồi. Cùng gì vậy, comment 18. Mã 18 em hết rồi, em thấy hàng tặng nha mấy chị nhé. Chuột thua có số điện thoại mà chưa chốt đúng mã này. Đấy, thấy cái gì nhá. Bi vàng mã 19 này. Bi vàng là mã 19 nhé. Thế nào đấy, bi vàng mã 1 comment cho em mã 19 nhé. Rồi bi đen mã 20. Bi đen này là mã 20 này. 19 cho chị Tuệ Nghi này. Bi đen mã 20 cho em nha. Ngọc. Để em mặc không biết không quá. Thì comment bi sai rồi em nhé. Comment đúng mã cho em nha. Bi đen mã 20. Bi đen mã 20 85k với chị nha. Chốt mã 20 cho em. Cực kỳ đẹp luôn. Trắng da giả mang luôn mấy chị ơi. Mặc xinh như công chúa. Xinh như công chúa luôn. Rồi, qua mã đây mà 22 mấy chị, mã 22 mét 6 54 cân. 20. Không, cái này mét 6 52 cân. 20, không? 20 mã bi đen 20 này. Bi đen mã 20 chốt cho chuột hua gì này. Chuột hua cho anh xin thêm địa chỉ em nhé.